chắc chắn nhiều người sẽ rất lo sợ nếu bản thân mình nằm mơ thấy xảy thai, mơ thấy người khác xảy thai, mơ thấy xảy thai chảy máu. Nhưng bạn có biết được điểm báo mà giấc mơ thấy xảy thai mang đến? Khi nằm mơ xảy thai bạn nên chọn con số tài lộc nào? Hãy theo dõi video hôm nay để được giải mã ý nghĩa giấc mơ thấy bị xảy thai. Nằm mơ thấy mình bị xảy thai. Nếu bạn nằm mơ thấy mình bị xảy thai là điểm báo không may mắn cho biết thời gian sắp tới bạn sẽ phải đối mặt với nhiều sóng gió lớn trong cuộc sống. Chính vì thế nếu bạn không thể vững vàng vượt qua những điều đó chắc chắn bạn sẽ thất bại. Ngủ mơ thấy người khác bị sảy thai. Khi bạn nằm mơ thấy người khác bị sảy thai là điểm báo cho biết bạn đang lo lắng về một vấn đề nào đó và điều này khiến bạn luôn mất tập trung khi làm việc. Vì thế bạn nên giải quyết mọi việc thật tốt để bản thân tập trung cho sự nghiệp của mình. Mơ thấy người thân bị sảy thai. Nếu bạn nằm mơ thấy vợ mình bị sảy thai, điều này cho biết bạn đang quá vô tâm với người thân yêu bên cạnh mình, vì thế hãy dành nhiều thời gian hơn cho họ nhé. Nếu bạn nằm mơ thấy mẹ bị sảy thai thì đây là điểm báo cho biết bạn đang không tự tin vào bản thân mình và luôn mặc cảm về sai lầm của mình trong quá khứ. Mộng thấy sảy thai chảy máu. Theo các chuyên gia giải mã giấc mơ, khi bạn nằm mộng thấy sảy thai chảy máu thì đây là điểm báo cho việc bạn đang chạy theo những điều không đáng. Nếu bạn là nữ thì đây có thể là một cảnh báo về việc sức khỏe bạn đang bị tụt dốc. Còn nếu là đàn ông mơ thấy sảy thai có máu chứng tỏ họ đang cảm thấy có lỗi và đang hối hận một điều gì đó. Chiêm bao thấy sảy thai nhiều lần nếu bạn nằm mơ thấy cảnh xảy thai nhiều lần thì giấc mơ này cho biết bạn đang khao khát tiến lên phía trước của bạn bạn cần kiên nhẫn và cố gắng vượt mọi rào cản khó khăn để có thể đạt được thành công như mong muốn nằm mơ thấy xảy thai ngoài đường khi bạn nằm mơ thấy xảy thai ngoài đường thì chiêm bao này cho biết bạn đang cảm thấy cô đơn đơn độc hoặc nó xuất hiện khi bạn đang bất an vì lo sợ người khác phản bội lại bạn nhưng nói chung bạn cần phải thay đổi thái độ sống cởi mở và lạc quan hơn sau khi gặp giấc mơ này ngủ mơ thấy xảy thai trong nhà giấc mơ thấy xảy thai trong nhà là điểm báo không may mắn nhắc nhở bạn nên cẩn thận về những người đang muốn tiếp cận bạn trong thời gian này. Có thể bạn đang bị chính người gần gũi hàng ngày hãm hại và kẻ đó đang chờ cơ hội mà thôi. Mơ thấy xảy thai đánh con gì? Mơ thấy xảy thai trong ô tô, 62. Mơ thấy xảy thai trên phố, 0496. Mơ thấy xảy thai nhà người khác, 29. Mơ thấy xảy thai ở công ty, 83. Mơ thấy người thân bị xảy thai đánh số, 44 mộng thấy sảy thai chảy máu đánh con 79. Ngủ mơ thấy người khác bị sảy thai đánh con đề 77. Ngủ mơ thấy người khác bị sảy thai đánh con đề 77. Ngủ mơ thấy sảy thai trong nhà phang số 33. Nằm mơ thấy mình bị sảy thai đánh con số 90, 09. Nằm mơ thấy sảy thai ngoài đường thử vận may con 40, 14. Chiêm bao thấy sảy thai nhiều lần đánh số 66 trên đây là những giải mã giấc mơ thấy sảy thai để bạn biết được điểm báo cũng như các con số may mắn cho bạn nếu có bất cứ thắc mắc nào hãy liên hệ với chúng tôi để có được câu trả lời nhanh và chính xác nhất nhé